rồi, phải né cái bè đấy đấy. Thôi ơi, thôi ơi, thôi ơi, quá là nguy hiểm. Mưa bão cũng như là cả nhà cũng thấy, hiện tại trời mưa và nước ở trên con lộ đã dâng rất là cao rồi cô chú anh chị. Nước ngập này. Ở đây là cầu gì chị? Cầu Đại Tân ngay lúc này á, nước ngập. Dạ. Nước ngập quá dữ luôn ha cô chú anh chị. Con mà đi qua đây là chết máy đấy. Đó. Cả nhà nhìn xem, nước rất là nhiều và xe Honda không thể nào di chuyển được đâu. Mưa bây giờ nước đổ xuống chăng cái đường á, nó mấy cái đá này kia trên vách núi nhỏ nhỏ đó nó lăn xuống này cả nhà thấy không? Nó chảy xuống mà mình nghe là lần cọp cọp luôn đó cô chú anh chị. Mấy xe du lịch với ô tô bây giờ lên trên những cái đoạn đường đèo như thế này rất là khó khăn, không thể nào mà di chuyển lên được. Này mất lầy luôn. Nước nó chảy sạt lở bên đường luôn của chú anh chị. Những căn nhà là cả nhà mình xem là nó bị sập luôn này, thấy ghê ha. Cả nhà mình xem nước lũ ở trên núi đổ xuống này cả nhà. Thấy ghê không? Kìa. Đó. Nó chạy ngay tới trong này luôn cả nhà. Khiếp thiệt. Trời ơi. Không ngờ luôn đó cô chú anh chị. Bởi chúng ta thấy là thiên tai lũ lụt không phải ở dưới đồng bằng cũng bị, mà ở trên miền núi cũng bị nữa cô chú anh chị. Nước ở ngoài nó chảy xuống thì ghê không? Trôi luôn cái xe kìa Tàn. Nước ngập muốn hút cái đầu luôn. Ghê thiệt. Đây thì những đoàn cứu trợ này kia nè, người ta đến những cái nơi khó khăn thì hỗ trợ cho bà con bị ngập lụt đó cả nhà. Cô chú anh chị xem thấy Việt Nam của chúng ta tình người rất là cao cả phải không ạ? Hỗ trợ nhau trong những lúc khó khăn, giúp đỡ nhau, san sẻ. Một số hộ gia đình thì họ không có đi ra khỏi cái khu vực bị ngập nước được, cũng nhờ các đoàn cứu trợ từ thiện đến. Và tình làng nghĩa xóm cũng hết sức là cần thiết những cái lúc như thế này.
ngập, mưa lũ, chia sẻ nhau từ miếng ăn thức uống, quá là tuyệt vời. Xe chạy như là sóng thần vậy, ghê không? Thái Bình, Thái Nguyên, nước ngập kìa cả nhà. Năm nay thì Thái Bình, Thái Nguyên á, ruộng lúa này kia người ta cũng bị thiệt hại rất là nhiều. Nước ngập lũ này kia đó cả nhà. Qua màu ruộng lúa người ta không có thu hoạch được. Thiệt hại rất là dữ luôn. Thành phố bây giờ hóa thành sông. Đây ạ, hiện tại là chúng tôi đang đi này, ngập quá, xá ngập luôn. Xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đây ạ. Ngập lên tới cái này luôn á chị. Đang ngập rất là sâu đây. Ở trước mặt mọi người đây là công nhận thì nhà văn hóa của xã ở dưới. Nước ngập rất là nhiều. Người dân người ta đi ra nhận quà rất là vui mừng. Xem những hình ảnh này thì không cầm được nước mắt hai cô chú anh chị ha. Thì Hoài Thương chia sẻ những thước phim video như thế này muốn gửi đến bà con chúng ta cùng xem, để biết được những cái sự khổ cực và cũng như cái tình yêu thương của dân tộc Việt Nam chúng ta, như là các tình nguyện viên hay là các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các đoàn từ thiện đến để hỗ trợ giúp đỡ cho bà con nơi bị thiên tai lũ lụt sạt lở do mưa bão và cũng như một số cái khó khăn của người dân hiện tại đang gặp phải. Thì các đoàn cứu trợ đến nơi đây để giúp đỡ, chia sẻ những cái yêu thương, những cái phần quà như thế này để gửi đến bà con. Mong muốn làm sao là giúp đỡ và hỗ trợ cho người dân, giúp cho mọi người qua được những cái lúc khó khăn như thế này. Đó cũng có là một cái tinh thần, một cái gọi là truyền thống tốt đẹp của Việt Nam chúng ta. Lá lành đùm lá rách phải không cả nhà? Mãi một nắm khi đói và một gói khi no mà. Chia sẻ yêu thương gửi đến mọi người quá là tuyệt vời luôn.